Các sân bóng V-League sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Để xứng tầm với đô thị trung tâm khu vực phía Nam, cần một sân vận động mới lớn và hiện đại. Vì vậy, cần phải làm mới sân vận động thống nhất. Đây là ý tưởng đến từ bạn Nguyễn Nghĩa, Group Mê Sân Banh. Sân bóng mới được xây dựng với thiết kế hiện đại, là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Với thiết kế 4 tầng khán đài mang đến sức chứa khoảng 50.000 khán giả. Toàn bộ khán đài được bao phủ bởi mái che, ghế trên khán đài toàn bộ là màu đỏ, xen lẫn với một ít ghế trắng để khảm tên sân vận động và tên câu lạc bộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn bên trong sân vận động mới này là hệ thống màn hình LED được lắp đặt khắp nơi từ dưới mặt sân đến chạy quanh các tầng khán đài, cùng hai màn hình LED cỡ lớn treo ở hai phía đối diện của mái che. Thiết kế mái che của sân vận động sử dụng màng PTFE cũng giúp biến nó thành một màn hình chiếu cỡ lớn để khán giả có thể quan sát từ khán đài. Với mặt tiền, các đường chạy bao quanh mặt tiền sân vận động được chiếu sáng về đêm để làm nổi bật sân vận động. Nó sẽ thực sự là điểm nhấn cho toàn bộ cảnh quan thành phố ở khu vực mà nó hiện diện. Sân vận động Hòa Xuân là một sân bóng mới được thiết kế dành riêng cho bóng đá. Tuy vậy, không phải tất cả các hạng mục của sân vận động này đã được lòng cổ động viên. Ý tưởng sau đây từ tác giả Nguyễn Nghĩa sẽ thay lời muốn nói cho phần đông những khán giả thường xuyên quan tâm đến các sân vận động tại Việt Nam. Ngoài trừ mặt cỏ chắc chắn phải làm mới, ba khán đài thấp còn lại của sân vận động Hòa Xuân sẽ được lắp đặt mái che. Các khán đài có thể được đặt tên hoặc lắp đặt tên sân vận động và câu lạc bộ để trở thành điểm nhấn trên mái che. Hệ thống màn hình LED quảng cáo được lắp đặt dưới sân và trên khán đài A để đúng chuẩn với một sân bóng hiện đại và chuyên nghiệp. Với các phòng chức năng, làm mới phòng thay đồ với kích thước lớn theo thiết kế hiện đại mang màu sắc đặc trưng của đội bóng sông Hàn. Với logo câu lạc bộ cỡ lớn được đặt ở trung tâm. Đường hầm dẫn vào sân bóng cũng được làm mới với hình ảnh của SHB Đà Nẵng ở khắp nơi và được chiếu sáng đẹp mắt. Những thay đổi này sẽ hoàn thiện thiết kế và biến Hòa Xuân thành một trong những sân vận động đẹp nhất tại Việt Nam. Hà Tĩnh là sân bóng có khán đài khá thấp và mang hơi hướng của nhiều sân vận động ở khu vực Tây Á trước đây. Ý tưởng cải tạo sân vận động Hà Tĩnh sau đây có vẻ như cũng dựa trên thiết kế của nhiều sân vận động của các quốc gia Tây Á. Đầu tiên là việc lắp đặt toàn bộ ghế ngồi trên khán đài mang đến sức chứa khoảng 8.000 khán giả. Những chiếc ghế đơn sẽ được khảm ngẫu nhiên bằng hai màu đỏ và vàng. Dù màu sắc này không phù hợp cho lắm với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai logo cỡ lớn của đội bóng Núi Hồng sẽ xuất hiện ở vòng cung phía sau hai cầu môn, trở thành điểm nhấn cho sân vận động khi nhìn từ trên cao. Trong khi phía trên khán đài, các banner được lắp đặt trên đỉnh và chạy vòng quanh khán đài. Tất nhiên là sân Hà Tĩnh sẽ có màn hình LED chạy vòng quanh sân cỏ phía dưới. Nâng cấp cuối cùng là lắp đặt toàn bộ mái che bằng chất liệu vải bạt có độ căng cao, có khả năng đàn hồi tốt, chịu lực kéo cao, sử dụng trong thời gian lâu và mang tính tạo hình nghệ thuật. Toàn bộ dàn đèn chiếu sáng của sân vận động Hà Tĩnh sẽ được rời xuống mái che mới, thay thế cho 4 trụ đèn nằm phía ngoài sân vận động trước đó. Vinh là một trong những sân vận động có vị trí đặc biệt nhất Việt Nam nếu như nhìn từ trên cao. Dù vậy, sân bóng này đã quá cũ kỹ, vì vậy để thay đổi hình ảnh cho sân vận động này, xây mới là giải pháp hợp lý nhất. Sân Vinh mới sẽ rất nổi bật, với thiết kế hiện đại và chuyên nghiệp. Từ ngoài mặt tiền, sẽ xuất hiện những hình ảnh đại diện cho đội bóng xứ Nghệ. Bao phủ bên ngoài sân vận động là các tấm chắn dọc xoắn được chiếu sáng bằng đèn LED về đêm. Bên trong sân, khán đài 2 tầng được lắp đặt toàn bộ ghế đơn là loại ghế gập tiện lợi, được khảm ngẫu nhiên bằng hai màu xanh dương và vàng, nổi bật với logo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Toàn bộ khán đài sân Vinh mới được bao phủ bởi mái che bằng vật liệu PTFE. Màn hình LED sẽ được lắp đặt phía dưới sân và trên khán đài, bao gồm hai màn hình cỡ lớn nằm ở các khán đài phía sau cầu môn. Toàn bộ dàn đèn được treo phía dưới mái che của sân vận động. Phòng thay đồ và đường hầm bên dưới khán đài sẽ được làm mới với thiết kế chuyên nghiệp và hình ảnh của đội bóng xứ Nghệ ở khắp nơi. Sân vận động PVF sau nâng cấp sẽ trở nên hiện đại và nổi bật. Các khán đài khuyết còn lại của sân vận động này sẽ được xây dựng bổ sung với thiết kế tương tự khán đài hiện hữu. Khán đài được lắp đặt ghế đơn màu đỏ và số ít ghế màu vàng để khảm tên sân vận động. Sức chứa của sân vào khoảng 15.000 khán giả. 70% ghế ngồi của khán giả được bao phủ bởi mái che bằng vật liệu vải bạt có thiết kế lượn sóng. Mái che này sẽ được đỡ bằng hệ thống các cột chống đặt phía dưới khán đài. Phía dưới sân, ngoài các màn hình LED quảng cáo, các màn hình LED lớn sẽ được treo ở góc khán đài. Hình ảnh của đội bóng sử dụng sân vận động này làm sân nhà sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trên khán đài của sân vận động. Trong bản concept của tác giả Nguyễn Huân, thay đổi lớn nhất của chảo lửa Thiên Trường là nó sẽ trở thành một sân vận động dành riêng cho bóng đá khi đã loại bỏ đường pit. Phía ngoài mặt tiền sân vận động sẽ vẫn giữ lại các thiết kế đặc trưng của sân Thiên Trường hiện tại.
một mái che mới được bổ sung cho khán đài B, trong khi toàn bộ khán đài sẽ được lắp đặt ghế đơn mang màu vàng đồng bộ. Nhìn chung, với Thiên Trường chỉ cần hai thay đổi này đã biến nó thành một sân vận động chuyên nghiệp và đẳng cấp. Rất nhanh sau khi có thông tin câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp tục nâng cấp sân nhà của mình bằng việc bổ sung ghế ngồi cho toàn bộ khán đài và làm mới dàn đèn chiếu sáng. Tác giả Nguyễn Nghĩa đến từ Group Mê Sân Banh đã cho ra mắt bản concept sân vận động Thanh Hóa dựa trên những thay đổi mà đội bóng xứ Thanh dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tới với sân nhà của mình. Có thể nói đây là một bản concept khá ấn tượng, thể hiện được những yếu tố nổi bật của một sân bóng đá chuyên nghiệp. Toàn bộ khán đài sân vận động Thanh Hóa đã được tác giả phối màu ngẫu nhiên với những chiếc ghế màu vàng và màu ghi đậm, hai màu sắc đặc trưng trên logo hiện nay của Đông Á Thanh Hóa. Một điểm thú vị và ấn tượng khác trong bản concept lần này của Nguyễn Nghĩa đó là tác giả đã sử dụng các tấm banner cỡ lớn mang tên câu lạc bộ để chia đi phần khuyết khán đài của sân vận động Thanh Hóa phía sau các cầu môn. Điều này làm chúng ta liên tưởng đến các sân bóng tại Thái Lan hiện nay. Điểm trừ duy nhất trong bản concept này chính là vị trí đặt các cột đèn. Có vẻ như tác giả đã dịch chuyển các cột đèn này vào hơi sâu trong sân. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của khán giả ở một phần khán đài. Nhìn chung đây là những ý tưởng rất tuyệt vời của một cổ động viên bóng đá Việt Nam và những ý tưởng này hoàn toàn nằm trong khả năng của các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Quan trọng là họ có chịu thay đổi và tiếp thu ý kiến từ người hâm mộ hay không mà thôi. Hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng những concept sân vận động từ tác giả Nguyễn Nghĩa cũng như rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam khác. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Nguyễn Nghĩa vì đã chia sẻ bản concept sân vận động Thanh Hóa này tới tất cả mọi người.